quý vị, sáng nay 11 tháng 11, một vụ tai nạn chết người đã xảy ra trước nhà số 765 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gây kẹt xe nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ liền. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Thanh, 24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, đang đi bộ băng qua đường thì va chạm với một chiếc xe máy lấn tuyến vào làn xe ô tô, khiến anh bị ngã ra đường. Cùng lúc này, chiếc xe buýt số 13 chạy tuyến bến xe Củ Chi, công viên 23 tháng 9, lưu thông cùng chiều với xe máy chạy ngay phía sau đã không xử lý kịp, cán lên người anh Thanh. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Người điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường. Do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực đường Trường Chinh bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn 1 km, các phương tiện lưu thông hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông quận Tân Phú và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã có mặt điều tra xử lý vụ việc.